John và Tether hợp lực thành lập lực lượng chống tội phạm tài chính. Theo báo cáo từ TRM Labs năm 2023, mạng John chiếm gần 45% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Để đối phó với thực trạng đáng báo động này, blockchain do Justin Sun sáng lập đang hợp tác với TRM Labs và Tether thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tài chính. Justin Sun khẳng định rằng John được tạo ra với niềm tin rằng công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện cuộc sống và mang lại lợi ích cho toàn cầu. Thông qua việc hợp tác với TRM Labs và Tether, John cam kết đảm bảo công nghệ blockchain được sử dụng vì mục đích tốt, đồng thời loại trừ các hoạt động phi pháp khỏi ngành. Lực lượng đặc nhiệm, đơn vị tội phạm tài chính T3, hay còn gọi tắt là T3FCU, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT, đồng stablecoin lớn nhất trên mạng Tron. Được biết, hiện có 60,7 tỷ đô la USDT phát hành trên Tron, 53,9 tỷ đô la trên Ethereum và 712 triệu đô la trên Solana. T3FCU đã đóng băng 12 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo và gian lận đầu tư. TRM Labs sẽ sử dụng các công cụ phân tích để hỗ trợ Tron và Tether phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên blockchain. FBI Mỹ báo cáo tổn thất liên quan đến crypto đã tăng 45% vào năm 2023. Theo báo cáo công bố vào ngày 8 tháng 9, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, FBI, ghi nhận tổn thất liên quan đến tiền điện tử năm 2023 tăng 45% so với năm 2022. Cụ thể, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI cho biết cơ quan này đã nhận hơn 69.000 khiếu nại về tiền điện tử với tổng thiệt hại lên đến 5,6 tỷ đô la Mỹ. Tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại về gian lận tài chính và chiếm một nửa tổng thiệt hại. Nhóm người trên 60 tuổi là đối tượng nộp khiếu nại nhiều nhất, tiếp theo là những người tiêu dùng ở độ tuổi 30 và 40. Lừa đảo đầu tư là loại tội phạm phổ biến nhất. FBI cho biết sự phổ biến của tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, kết hợp với tâm lý FOMO đã tạo điều kiện cho tội phạm nhắm vào người tiêu dùng và nhà đầu tư thiếu kiến thức về công nghệ và rủi ro. FBI cũng cảnh báo về các quảng cáo việc làm giả mạo liên quan đến buôn bán lao động tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài, nơi người lao động bị ép buộc tham gia các hoạt động gian lận. Ngoài ra, cơ quan này ghi nhận sự gia tăng của việc sử dụng kiosk tiền điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo. Nhiều luồng chỉ trích cho rằng Đảng Dân Chủ không thực sự ủng hộ crypto. Một bộ phận trong cộng đồng tiền điện tử đang chỉ trích các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ vì không có hành động cụ thể hỗ trợ ngành, dù đã có nhiều tuyên bố công khai. Theo đó, Phó Tổng thống Kamala Harris vừa công bố chính sách chính thức, nhưng các ưu tiên của bà tập trung vào trí tuệ nhân tạo, AI, hoàn toàn không đề cập đến tài sản kỹ thuật số. Alexander Griff, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ tại Paradigm, đã chỉ ra sự thiếu sót này và cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ tiền điện tử là khó khăn khi chính quyền hiện tại chưa có động thái cụ thể. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Chuck Schumer, cũng bị chỉ trích vì không đưa tiền điện tử vào chương trình nghị sự. Trong lá thư gửi các đồng nghiệp, ông Schumer đề cập đến an toàn đường sắt, giá insulin và AI, nhưng bỏ qua lĩnh vực tiền điện tử. Điều này càng làm nổi bật sự không nhất quán khi trước đó ông từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua luật tiền điện tử tại sự kiện Crypto for Harris. Sự chậm trễ và thiếu hành động đã dẫn đến sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều người cho rằng các nhà lãnh đạo chỉ nói mà không hành động, làm giảm kỳ vọng về sự hỗ trợ dành cho ngành tiền điện tử. Memecoin hệ Telegram Docs chứng kiến airdrop thành công rực rỡ. Memecoin hệ Telegram lấy cảm hứng từ chú chó biểu tượng của Pavel Durov, Docs đã thu hút hơn 17 triệu người dùng yêu cầu nhận token, tạo nên sự kiện TGE lớn nhất trong lịch sử Memecoin. Theo đó, hơn 42 triệu người đủ điều kiện nhận airdrop và hiện có 4,5 triệu ví duy nhất nắm giữ Docs trên mạng Tron, đứng thứ 3 chỉ sau USDT trên Tron và Ethereum. Mặc dù con số này ấn tượng, nhưng vẫn còn nhỏ so với các loại tiền điện tử hàng đầu như ETH với hơn 273 triệu địa chỉ duy nhất. Andy Lien, chuyên gia blockchain, lưu ý rằng cần thẩm định kỹ càng về tính xác thực của người dùng và nguy cơ bot giả mạo. Cộng đồng Tron đang kỳ vọng hai đợt airdrop sắp tới của Hamster Combat và Cartesian sẽ còn thu hút hàng trăm triệu người dùng mới. Hamster Combat, với 300 triệu người chơi, đã công bố airdrop dự kiến là lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Mạng Tron gần đây cũng đã ra mắt chương trình khuyến khích cộng đồng trị giá 115 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy hệ sinh thái blockchain của mình. Rộ tin Node Pi sắp được chạy trên thiết bị di động. Khả năng chạy Node Pi trên các thiết bị di động đang tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng Pioneer, mở ra tiềm năng lớn cho những người đào solo. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, việc chạy Node Pi trên điện thoại sẽ giúp mở rộng mạng lưới phi tập trung của Pi Network một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, cho phép nhiều người tham gia hơn mà không cần đến các thiết bị máy tính chuyên dụng.
Điều này không chỉ tạo điều kiện cho việc đào Bitcoin trở nên phổ biến mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Pi. Trước đây, cũng đã có tin đồn về Pi Phone của Elon Musk, một thiết bị di động chuyên dụng sẽ được sản xuất bởi Tesla để khai thác Bitcoin, tích hợp công nghệ Quantum Internet Access từ Starlink. Nếu Pi Phone trở thành hiện thực, không chỉ cộng đồng Pi Network mà cả ngành công nghiệp blockchain sẽ chứng kiến một bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, những đồn đoán này hiện chưa được xác nhận bởi Pi Co Team. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận tiềm năng xung quanh khả năng đào Bitcoin trực tiếp trên các thiết bị di động. Nó không chỉ giúp người dùng tiết kiệm năng lượng mà còn gia tăng tính tiện lợi và cơ hội tham gia cho tất cả. Tiềm năng này sẽ đưa Pi Network tiến gần hơn đến mục tiêu phổ biến và ứng dụng rộng rãi Bitcoin trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipholis VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.